tiền ra. Tới đây cái con mận chống lỏng mà, tới Tết là chống lỏng hết trơn mà, chứ đâu có còn. Rồi cái này nước mới cái vượt xuống rồi mặn lần lần miếng này rồi tới miếng kia. Mặn đâu có thể. Không nổi. Bà từ. Nghe nói bà nội. Nghe nói bà nội. Này con mẩy quá luôn, quá ngập luôn mà không có được đâu là đâu. Đây là mổ bà nội đi chị. Thầy còn nhỏ coi như con vui nhiều. Thầy còn mã chị ba ở đây dưới này. Má cô ba nằm dưới này. Thôi để gần Tết thì tụi con dễ mộ dùm nghe. Dạ, con năm nào con cũng làm chống lỏng à. Còn kia bất tử vậy đâu. Không có lòng cỏ thật. Đâu có làm kịp. Cái này nói thật đó. Thầy qua Tết mới về đám dỗ sư ông cho anh nói thầy mới về. Năm nay cái thầy về cả này đâu có biết. Nếu biết trước đã làm rồi. Dạ. Biết chứ không có mận được, kịp đi nữa cũng mận cái đường đi được. Quê hương là chừng khí ngọt cho con treo hải. Rời Rạch Ra, đoàn trở về chùa Phước Hậu để chuẩn bị sáng hôm sau trở về trụ xứ. Khua nước giang sông.